Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Không có tiền mà còn muốn ở trọ, cút. Đấy bà chủ, ngươi châm chước một chút. Qua mấy ngày là ta có thể lấy được tiền công. Nửa ai đó, ngươi nếu là có tiền thì sao có thể đem đao của bản thân đi bán cơ chứ? Lục soát toàn bộ đồ đạc thì chỉ có vài bộ quần áo rách cùng với một quyển sách, một đồng tiền cũng không có. Đem sách trả lại cho ta. Quỷ nghèo tới cơm cũng không có ăn mà còn giả dạng làm người đọc sách, đem nó vứt vào phòng bếp là đồ nhóm làm đồ nhóm nó. Vâng, chờ một chút. Xin lỗi bà chủ, đây là tiền thuê nhà của chúng ta thiếu. Về sau chúng ta sẽ đảm bảo sẽ không khất nợ nữa. Còn xin đem hành lý trả lại. Đường đường là nam nhi bảy thước mà tới một công việc tử tế tìm cũng không thấy, còn phải dựa vào nữ nhân nuôi. Thật là đồ phế vật. Miên miên, muội có phải là có việc gì giấu ta đúng không? Không có. Vậy gần đây vì sao ta luôn không thấy muội? Mấy ngày nay càng là cả đêm không có trở về, làm ta đều lo lắng muốn chết. Thực xin lỗi, bởi vì bà chủ thúc giục tiền thuê phòng, cho nên muội ở ngõ cách vách, thức đêm thêu thùa nhiều một chút. Nói xin lỗi là ta mới đúng, đều do ta vô dụng. Chỉ biết đánh răng, hoàn toàn không có kỹ năng để mưu sinh, khiến muội đi theo ta chịu khổ. Có lẽ lúc trước ta không nên mang theo muội giờ đi. Bất phàm ca, ngươi đừng nói như vậy, muội chưa từng có hối hận, chỉ cần có thể ở bên ngươi, có khổ tới đâu muội cũng chịu được. Ngươi cũng đừng nhụt chí, ngươi là người có bản lĩnh, hiện tại chỉ là hổ lạc đồng bằng, long bơi nước cạn, rồi sẽ có một ngày ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó chúng ta liền có những ngày tháng tốt lành. Miên miên. Đừng mà. Miên miên, muội làm sao vậy? Không, không có gì. Muội chỉ là có chút mệt mỏi. Chúng ta sớm nghỉ ngơi đi. Đã trễ thế này rồi, Miên Miên vì sao còn muốn trốn ta đi ra ngoài? Muội ấy rốt cuộc là có chuyện gì gạt ta? Dạ, hôm nay có thể cho ta nhiều một chút hay không? Tiểu bảo bối, ngươi thật lợi hại, thoải mái chết rồi. Cho, ra đều cho ngươi. Đây là... Đáng giận. Chậm đã. Miên Miên. Bất phàm ca, tiểu tử từ đâu tới, không thấy lão tử đang sung sướng à? Miên miên, muội không phải là nói tới thuê hoa hay sao? Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì tiền rồi. Miên miên hầu hạ ta một đêm, tiền kiếm được gấp 3 lần những cô nương khác. Nhìn ngươi nghèo kiết xác như vậy, làm sao có thể mua nổi trang sức quần áo khiến cho Miên Miên vui vẻ cơ chứ? Nếu thức thời thì mau chóng cút đi. Muội thật sự tham hư vinh như vậy sao? Vì tiền mà sẵn sàng bán đứng bản thân. Bất phàm ca, muội thực sự xin lỗi. Ngươi quá là hạ tiện. Bất phàm ca. Miên miên, vì sao muội lại biến thành như vậy? Quả nhiên thề non hẹn biển đều là giả, nữ nhân chỉ thích tiền. Tiểu quỷ, đi đứng kiểu gì đó, không có mắt à? Nghe nói gần đây ở hẻm Tây, ở Tây hẻm tới không ít hàng mới, cùng đi vui vẻ đi. Ta không đi đâu, tú bà ở đó là loại thiếu đạo đức nhất.
lấy cớ tuyển người theo thùa mà lừa gạt không ít thiếu nữ vô tri. Nghe nói gần đây nhất có cô nàng tên nào Miên Miên, vì muốn chuộc một cây đao gì đó mà chạy tới đấy làm thuê, tới lúc hiểu ra thì đã quá muộn. Kết quả thành cây hái tiền cho tú bà, thật là thảm. Hóa ra là như vậy, Miên Miên là vì ta vậy mà còn hiểu lầm làng, ta thật là khốn nạn. Miên Miên, Bất Phàm ca, bộ hỷ phục này muội từ lúc rời đi, Quân Doanh liền bắt đầu tự tay may nó, mỗi ngày đều theo một chút, vốn tưởng rằng có thể ở ngày chúng ta đại hôn hoàn thành. Không nghĩ tới lại không dùng được. Miên Miên đã không xứng với người, người tốt như vậy, sau này lại có bản lĩnh, nhất định là có thể tìm được cô nương càng tốt hơn. Thực xin lỗi, hãy quên muội đi. Ta đã biết tất cả rồi, Miên Miên. Miên Miên. Vì cái gì ta lại có loại giấc mơ này? Lý Bất Phàm cùng Hồ Miên Miên không phải là đã thoát khỏi vận mệnh như trong sách rồi sao? Ta nhất định là quá mệt mỏi mới có thể suy nghĩ linh tinh. Chủ nhân, cơm trưa đã nấu xong, có thể ăn rồi. Hôm nay món chính là hắc tùng nộ chiên bò bít tết, bơ ngọc mễ canh nấm. Đồ ngọt thì này, tiramisu còn có rượu đỏ. Ngon quá. Không thể tưởng tượng được cô còn là cao thủ nấu nướng đấy. Ta chỉ là làm theo trong sách mà thôi. Cái dương này thật là thần kỳ, bên trong có thật nhiều nguyên liệu nấu ăn kỳ quái. Hơn nữa để lâu cũng không bị hỏng. Kim Hồ Quốc khí hậu nóng bức, đồ ăn đã ít lại còn dễ dàng hư thối. Nếu mỗi ngày đều có một cái như này thì tốt quá thôi. Cái đó thì dễ, chủ yếu là không có tiền. Đại nhân, nên tường thành đã chế tạo xong. Lên tường thành đã chế tạo xong, xin mời ngài đi thị sát. Dựa theo ngài chỉ thị, những nguyên liệu này là đoạt tới từ trong tay của Chu Bỉ Nhiệt. Tất cả đều là quặng đá hạng nhất, dùng để xây tường thành ít nhất là trong vòng 100 năm không cần sửa chữa. Chúng ta đoạt vật liệu tu sửa hành cung, có thể sẽ khiến cho đại hoàng tử tức giận hay không? Sợ cái gì, nếu hắn dám đến, liền khiến hắn không thể nào trở về. Không sai, vừa lúc báo thù cho tiểu đệ. Ta điều tra qua, muốn dựng hành cung chỉ có hoàng đế mới được hưởng dụng. Nếu hắn dám tới tìm phiền toái, bị chém đầu chính là hắn. Hóa ra chủ nhân sớm đã có chuẩn bị. Nói đến quy cách, Phí Thành chúng ta chỉ là một tòa thành nhỏ. Dựng tường thành cao 30 mét có phải là quá lãng phí rồi không? Có lẽ nên tiết kiệm một chút nguyên liệu này để dùng cho việc khác. Có chút đồ vật là không thể nào tiết kiệm. Đối ngoại, Phí Thành chính vì ở biên giới xa xôi, đạo tặc hoành hành, phải lấy phòng vệ làm trọng. Đối nội, khí thành cằn cỗi đã lâu, địa vị thấp kém, cho nên Chu Bỉ Niệt mới dám trắng trợn dẫm lên đầu của chúng ta. Mà tường thành chính là thể diện của một tòa thành, vì vậy ta muốn đem tường thành dựng càng cao càng tốt, khiến cho người khác không dám khinh thường. Là ta tầm nhìn hạn hẹp, không thể nào sánh bằng đại nhân. Lão đại mau nhìn, có người tới.